Thưa quý vị, sinh viên tại thành phố Homs biểu tình bày tỏ sự ủng hộ đối với đàm phán Geneva. Tin từ Homs, sinh viên thành phố Homs bị bao vây đã xuống đường bày tỏ sự ủng hộ đối với phái đoàn chính phủ tham dự cuộc đàm phán tại Geneva. Hình ảnh từ đài truyền hình nhà nước cho thấy, sinh viên mang theo quốc kỳ, chân dung Tổng thống Bashar al-Assad. Trong ngày hôm qua, chính phủ Syria tuyên bố phụ nữ và trẻ em có thể rời thành phố Homs. Những người rời thành phố sẽ được cung cấp nơi tạm trú và lương thực. Homs là thành phố chiến lược nằm ngay trung tâm quốc gia Syria và từng diễn ra những trận chiến quan trọng giữa quân đội chính phủ và dân quân. Lực lượng chính phủ đã tái chiếm các vùng ngoại ô và chung quanh thành phố Homs, nhưng dân quân tiếp tục kiểm soát khu vực trung tâm thành phố.